Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu lệch đông ra phía biển. Lúc này độ ẩm không khí tăng lên trên 50%, vì thế mà tình trạng khô hanh có phần giảm bớt. Đến trưa và chiều nay, miền Bắc trở lại với thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt mức từ 24 đến 26 độ. Với mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu Trung Du và Đồng Bằng cũng sẽ tăng lên nhẹ ngưỡng từ 15 đến 17 độ. Khu vực Đồng Bằng nhiệt độ tăng lên mức từ 17 đến 19 độ. Hiện tượng sương mù tiếp tục được gia tăng, nhất là tại khu vực vùng núi phía Bắc. Dự báo trong 10 ngày tới sẽ tiếp tục có thêm hai đợt không khí lạnh nữa tràn xuống nước ta. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra mưa rào rải rác cho khu vực Bắc Bộ trong ngày 17 và ngày 21 tháng 11 tới. Lưu xuống miền Trung, trong khi miền Bắc thời tiết đang duy trì ổn định với trạng thái rất khô và nắng hanh, thì miền Trung diện mưa lớn cũng đang thu hẹp dần. Do trường gió Đông Bắc không còn mạnh như trước nữa, nên trong hôm nay mưa chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Vùng mưa tập trung là Đà Nẵng, Quảng Nam và khu vực phía Bắc của Quảng Ngãi, với lượng mưa duy trì trong khoảng từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận là những nơi mưa nắng gián đoạn, nên với lượng mưa dưới 10mm. Tuy nhiên, dự báo tình hình mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 15 tháng 11. Do mưa nhiều nên khả năng xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Phú Yên lên mức báo động 1, lên báo động 2. Các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức báo động 2, lên báo động 3. Bà con cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực này. Về nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận dao động từ 27 đến 30 độ. Cảnh báo từ ngày 16 tháng 11, mưa lớn ở các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có thể còn diễn ra phức tạp hơn. Đến với Nam Bộ và Tây Nguyên cũng xuất hiện mưa rào và dông, nhưng phân bố mưa cũng không đều. Do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với đới gió đông nên khu vực các tỉnh phía Nam như Đắk Nông, Lâm Đồng cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng sẽ ra mưa vừa đến mưa to và dông mạnh về chiều và tối nay, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 50mm. Về nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên ngày và đêm nay 14 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta, ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng theo mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng hạng vừa châu Âu, thì vào cuối tuần sau trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới. Đến ngày 21 tháng 11, tức là Chủ nhật tuần sau, có khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn thay đổi nhiều nên cần phải có thêm thời gian để khẳng định chính xác hơn. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rác. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Riêng vùng núi có nơi mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rát. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 16 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa và có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Xuống thời tiết khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.